xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hãy tán tháng là cầm tay để cầm cung Diêm Chúa Di Nguyện. Sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Tho Si quận 9 á, thì em thấy phòng gym mình đẹp không? Rồi chào mừng các bạn đến với THL Gym quận 9 trong một ngày Chủ nhật nắng đổ lửa. Và Dương Nguyễn đứng nơi đây để thực hiện một dự án video, là hôm nay là cái buổi tập chân trên những thiết bị độc lạ chỉ có THL Gym thôi. Mà tổng số thiết bị ngày hôm nay Dương Nguyễn tập sẽ là khoảng 400 triệu. Wow. Khoảng 400 triệu nha các bạn. Và một cách tập đó lạ nhất trong lịch sử cổ kim ngành gym luôn. Bữa nay là ngày tập chân, nhưng mà Duy Nguyễn sử dụng một cái cặp, mà cái cặp mà gọi là da cắt lượng với chu du ở trong ngành gym đó các bạn. Đây da cắt lượng đây. Da cắt lượng này 130, da cắt lượng kế bên này chu du nha các bạn. Chu du y chang luôn, tập mà phải chơi một cặp. Cái cặp mình nó có ý nghĩa rất là quan trọng với nhau. Đó, thằng này là BBL Left Press. Thằng này là BBL Hack Squat. Đó. Mình chơi Hack Squat á là mình phải biết cách phối bài mình chơi. Là ngày hôm nay mình chơi được cái hệ BBL này, tập theo giáo án mắc OT trên tình bạn dưới tình yêu nữa này nha. Nhưng mà chút xíu qua cái đoạn kia vô sẽ chơi superset. Superset nha. Trên một cặp BBL với BBF luôn. Đó, đó là cái điều mà độc lạ mà Duy Nguyễn giới thiệu cho các bạn. Hiện tại á thì muốn chơi được cái này á, trong giai đoạn này á, thì chắc quận 7, quận 9 có thôi. Bình Tân sắp có. Quận 12 có không ta? Bình Tân á thì có con rồi, con kia thì đang nhập. Nhưng mà không phải là vấn đề là chỉ có THL mới có hai cái máy này. Nhưng mà cái hệ máy này á, một số phòng gym khác cũng có, nhưng mà cái chất nó không được. Cái chất nó không có được, mà cái máy leg press với cái máy hack squat mà tập cái chất nó không được là tập không có vô. Đó, là lúc đó là người ta tập bài squat thần thánh. Tất nhiên squat thần thánh là cái câu chuyện của squat thần thánh. Ví dụ như squat thần thánh mà đặt tên là Tư Mã Ý đi hen. Đó, còn này mà đặt cái cặp, tức là cái cặp này là cái cặp mà nó không có tách rời. Nó là Bá Nhai với Tử Kỳ rồi. Đó, còn squat thần thánh thì đi chung với Roma Deadlift, nó đi một cái cặp. Mình chơi mình tách cặp nó ra, nó giống như Phượng Hoàng mà tách đôi gì đó, nó sẽ không hay lắm. Đó, và bây giờ là mình sẽ tập rất là máu lửa trên cái video này nha. Ủa lộn, trên video này mình tập hai cái máy này. Trời ơi, nhìn máy nào đã, máy này mới về mà. Xin giới thiệu, trân trọng giới thiệu cái tại sao cái máy này có ở đây. Nó hên thôi. Cái máy này nó có ở đây là nó hên thôi. Thật sự nhập nhiều máy quá, cái nó bị dư. Đó, mình nhập con đường 7 nó bị dư bạn, dư hai cái máy hotspot bển, mình chuyển con về đây. Đó. Xong rồi cái thằng kia nó khiêng nó la. Nó nói giờ mày muốn có máy Mỹ Đế mày tập không? Hay mày la. Giờ quắt khiêng cái con hát quắt cũ lên trên kia rồi. Hên thôi. Rồi vô. Đất rồi. Lại. Cảm ơn sự tài trợ của MVP Extreme muỗng rưỡi giúp tôi khởi động tốt. Và bây giờ uống xong này em pha cho anh Amino Kem đi, cặp vài trùng nữa nè các bạn. Duy Nguyễn chơi là chơi cặp vài trùng không nha. Thằng mà MVP Extreme này hoặc là 3D phải chơi chung với thằng Kem. Còn điều hoạt cao khác thì chơi chung với trao hoạt cao khác. Chơi phó giống như một mặc đồ rồi đó, nó phải có bộ. Rồi sau khi vô clip tập thật cứ bước nhảy coi hai cục bên như đó, nhảy nào hết tạ lấy tới nhảy này, tới nhảy con nhỏ này nha các bạn. Nhảy con nhỏ này làm sao
Chúc biết. À, cuộc đời của Duy Nguyễn có lẽ đây là lần đầu tiên mà Duy Nguyễn sử dụng bài Blood Fresh mà phải bó gối. Cái này nó không phải phản ánh là cái độ già rồi nha các bạn. Không phải là già tôi yếu mà là chẳng qua là cái bài Blood Fresh thì nó đã quá. Tôi phải tập cho nó đúng cái là chơi bảo hộ cho nó rồi từ A tới Z full răng để tận hưởng được giá trị tuyệt vời của máy Mỹ Đế hay em. Đếm. Cái nữa nè. Chuẩn bị đẩy nhỏ này. Hãy tán ta hát là cầm tay để cầm cung Diêm Chúa Duy Nguyễn. Anh đẩy em có sướng không? Sao em không có rên dưới chân vậy? Rồi xong, đổi phòng. À, như Duy Nguyễn đã nói là cái máy HSWAT này là cặp bài trùng của máy Black Press nha các bạn. Thì bây giờ là Duy sẽ tập cái máy này. Duy tập một lần ở bên Bình Tân rồi, nhưng mà bữa nay đó thì chơi nó nghiêm túc hơn. Và có thể là mục tiêu của Duy là mức tạ full cây. Tập Duy vậy đó bạn, chơi full cây rồi, cái máy chơi nó lửng lửng nó kỳ lắm, chết bỏ. Không, đó là cái máu trong nghề. Ở cái bài tập này, ngoài cái tập ở cái máy này nè, ngoài cái tập truyền thống ra, nó còn một bài tập rất là bựa và rất là khó nha các bạn. Nhưng mà nó lên hình nó rất là đẹp. Thì cái đó hẹn bạn bên một quầy, Duy Nguyễn sẽ chia sẻ chỉ các bạn cái kỹ thuật đó luôn. Còn bây giờ hãy dõi theo chương trình Duy Nguyễn đổ hết tâm huyết của mình, sức lực của mình bằng một chiếc máy này với một cái tập 3 set hoặc là 4 set không biết. Máu lửa cuồng phong đầy bảo tố luôn nha các bạn. Xin chia sẻ với quý chị em, nãy tôi cùng phong bảo tố bên đây tôi hết muỗng Aminocam rồi đó. Một muỗng cho máy đó bạn. Ghê chưa? Hí. Ây da. Yeah.
Xin trân trọng gửi lời tới các bạn xem video và khách hàng tập THL Gym Center quận 9 nha các bạn. Cái này là làm màu lấy số thôi nha các bạn. Các bạn trong phòng THL Gym vẫn chơi kiểu này nha các bạn. Thứ nhất té mô đồ gãy tay chết á. Thứ hai á là hư máy nha. Nói hư máy là dặn dặn vậy thôi chứ sao hư được. Nhưng mà thôi các bạn đừng bắt chước nha, bài này rất nguy hiểm. Các bạn coi video kia nữa. Bài này là một chứ bài nãy có nhỏ tặng người bên kia kìa. Đừng bao giờ bắt chước. Tại vì khi bạn bắt chước cái bài này á là chủ phòng nó không thích đâu. Đó. Thì bạn là phải xin phép nó dạy em làm kỹ thuật này nè cho em xỏ một bữa hay em gì đó thì được nha các bạn. Ba. Nếu mà tập nhẹ mà để chân trên đây nó vô đùi sau vô mông nhiều hơn. Còn nếu mà để chân đây vô đùi trước nhiều hơn nha các bạn. Rồi ok, chào mừng các bạn đến với cái máy tiếp theo. Mình đã tạm biệt được cái gì chu du với các bạn rồi phải không? Không phải, đây là một cái hệ BBL với BBF. Thằng kia BBF, thằng này BBL. Ủa kỹ ta, hình như này BBL luôn mới đúng chứ. Tội đó không có sự phân biệt ha. Thôi kệ mày BB gì kệ mày, mệt quá. BBL hả? Để cho anh nhầm. Giờ anh low carb rồi, giờ tao trốn hết biết đường rồi, nhầm. Đấy là cái hệ BBL một cặp nữa nha các bạn. Nó còn BBL đá đùi nữa. Nhưng mà BBL đá đùi nó thật sự với bạn thì công nghệ hiện tại bây giờ á, nó chưa có thiết kế để mình tập cho nó ok nhất. Cái đó mình nói thiệt. Tức là BBL nó còn số mấy nữa chứ không phải là không. Nhưng mà tại vì Duy Nguyễn á, đã đặt chân tới Cali rồi đó, đi vô cái xứ tử thần đó rồi đó, thì mình phải biết chọn chất lọc, mình biết chọn những cái nào mà BBL mình tập nó ok nhất thì mới nhập, chứ không phải mà nhập rồi tùm lum la. Ok, thì cái BBL này nó sẽ kết hợp với cái BBL này, nó sẽ tạo ra một cái cơ chế superset đó. Nói chung là trong thể hình nó cái cách tập nó rất là đa dạng nha các bạn. Nó mà cái cách tập của Duy Nguyễn là cách tập nó nằm tầng cao rồi, cái tầng này tầng là tầng lean body cộng mấy chục cộng rồi, thì bây giờ nó mới ra mấy cái này thì các bạn có thể áp dụng cũng được. Nói chung bao lâu mình đi tắt lúc đầu mình vô một cái để cho mình biết cái giáo án á, mà nó phù hợp nhất, cái giáo án mà nó lợi hại nhất, nó phải được xây dựng dựa trên tất cả những nền tảng của bản thân, của phòng óc và của con người nha các bạn. Chứ trên đời này giáo án online hầu như nó sẽ không phù hợp cho tất cả. Nên những cái giáo án Duy Nguyễn Diêm Phổ mà các bạn muốn tập tốt nhất á, thì bạn phải đến Thor Gym để bạn tập. Còn bạn tập ở phòng các bạn á, thì có gì xạo đấy, thế thôi. Bây giờ anh sẽ superset. Bao nhiêu set thì không biết, chán nghỉ. À quên, nói nữa, nhiều chuyện mà. Cái máy này á là cái máy mà tập là mắc OT nha các bạn. Nó nằm trong dự án mắc OT, chỉ có cái máy cái ghế này thôi, cái BBL này mới tập mắc OT đùi sau được. Chứ còn cái mấy thằng BBS này nó chưa tới cái tầng mắc OT. Hiểu không? Nó nằm ở cái tầng mà 10 rep rồi, 10 rep mà nó phải mắc OT. Nhưng mà cái này á, nó tạo cho bạn cơ chế chuyển động nó khác so với cái máy BBS. Và tạ nó nặng. Đó là lý do mà cái thằng Ron Lescon Cone này nó nằm ở đây. Chứ Hồng nó không nằm ở đây đâu. Thứ hai. Đúng rồi.
đâu còn nữa. Lên thiên đàng luôn. Không mà tay hư cũng được. Tay hư phù hợp hơn á. Đàn má rồi. Nhột nhột. Đó. Bàn tay hư những năm dài trung học đọc sách luyện tài bên án văn trường con ngoan trò giỏi trên ghế giảng đường kiến xây đất nước quê hương giàu mạnh đời xô đẩy ta mỗi người mỗi cánh ngô nghiệp ai khi bỏ lại mơ phòng chi bằng đam mê hành động theo trái bàn tay hư xây cơ đồ đẳng cấp trăm kỳ ta trên vai người mãi mãi không nặng bằng biến đất hoa building tham vọng lớn không mong đẹp lưng bạn lao động bàn tay hư mà có đời hạnh phúc hết chặng đường với cánh tay hư ôm ấp nhau nồng phút riêng tư gạt nước mắt cùng đồng cam cùng khổ em e thẹn đôi bờ môi xấu hổ bên lên trao anh những nụ hôn đầu bằng thiết tha hôn mấy người rất sâu trao trọn tình để với em bao màn cuộc đời chỉ say đắm đời xô đẩy ta mỗi người mỗi cánh ngô nghiệp ai tí bỏ lại mơ phòng chi bằng đam mê hành động theo trái tim bàn tay hư xây cơ đồ đẳng cấp trong khi ta trên vai người mãi mãi không nặng bằng biến đất hoa building tham vọng lớn không mong đẹp lung linh mang lao động bàn tay hư mà có đời hạnh phúc em cùng anh tiếp bước đi hết chặng đường với cánh tay hư
ôm ấp nhau mà nồng phút xưa đi, lạc nước mắt cùng đồng cam cộng khổ. Em đôi bờ môi xấu hổ, bên lén trao anh những nụ hôn đầu. Bằng thiết tha hôn lạnh lẽo rất sâu, trao trọn tình đêm em bỏ mặt. Điều giữa, cũng giữa rồi sao đời chỉ say đắm. Đời hạnh phúc em cùng anh tiếp bước, đi hết chặng đường với cánh tay hư. Ôm ấp nhau đó được khỏi mong đồng phút riêng tư, cát nước mắt cùng đồng cam cộng khổ. Em e thẹn đôi bờ môi xấu hổ, bên lén trao anh những nụ hôn đầu. Bằng thiết tha hôn mạnh liệt rất sâu, trao trọn tình để về em bỏ mặt. Cả cuộc đời chỉ say đắm mê. Rồi, 1, 2, 3, vô, cái nữa,
chăm chăm nha. Chăm chăm trời. Chăm chăm. Rồi. Chịu thôi. Đây phải như rượu ba. 100% nhưng mà còn dài dỗ có đổ chịu thôi. Chứ giờ còn đâu. Anh phải đổ hết vô. Thôi đừng câu giờ uống đi. Có chừng gái uống hết ly này 100% nó hơi bị tổn thất lắm rồi. Mà giỡn rồi nha. Thế được. Rồi ăn uống đi. Thì đến đây cũng video sẽ được khép lại. Cũng gửi lời chúc đến các bạn tập trung quan tâm chuyện chính á. Hy vọng là với sự đầu tư chuyên nghiệp và nói chung là cái máu công nghệ cũng cao như vậy thì sẽ tạo cho các bạn Zimmer có được những cái khoảnh khắc trải nghiệm nhiều hơn ở Thor Sim với một kết quả tập trung nhanh nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.